Xin chào các bác nhé. Em hôm nay giới thiệu đến các bác một cái dòng loa Oman hàng xuất châu Âu, rất là chất, tiếng tầm rất là ok các bác. Và hôm nay thì loa thì em có thể bán lẻ hoặc là bán cả combo. Combo của nó là loa này là hàng xuất châu Âu cộng với lại cái đẩy sau đấy, chạy mạch clap HA, làm HA 700 MK2. Hàng này của nó là hàng xuất theo tuyên truyền của Mỹ các bác. Đấy, và sử dụng một chú vang B3 có áo mạch chống hú riêng. Đấy, có cổng quang và có cả kết nối Bluetooth, kết nối không dây ạ. Và sử dụng một cái cặp mic sennheiser. Đấy, hàng rất là tốt. Anh nhìn tay chân rất là chất luôn, đẹp. Đấy, hàng này chuyên nghiệp, 4 dâu, sóng rất là khỏe, ha tốt, chống hú cực kỳ tốt luôn các bác. Còn em giới thiệu sơ qua với các bác là cái cặp loa này thì em đã tháo hết ra rồi để cho bác xem. Thứ nhất là cái phần tép của nó. Bác nhìn này, lý do tại sao mà có nhiều loa ở bên trong này của nó là bóng lừ đấy. Đấy, mà có những cái loa bên trong nó sần sùi cảm giác như vá lại ấy, thì các bác phải hiểu là để mà cái âm thanh khi nó cộng hưởng ấy, đấy, thì tạo ra một cái độ chuẩn của âm thanh thì thường thường nó phải có cái độ sần sùi. Đấy, lý do tại sao ở trong loa này nó lại phải có bông là như vậy để nó tiêu cái âm cộng hưởng. Đấy, và tất cả cái này của nó đều có mã số, mã vạch. Hàng này tiêu chuẩn và tất cả cái này của nó đều có tem kiểm định hết các bác. Đấy, bên trong thùng của nó thì là tất cả những cái ốc này của nó là khi bắt là đều bằng ốc gen hết ạ. Hàng rất là mới, rất là đẹp. Đấy, phiêu nó rất là to. Như con này của nó mà bác nào bắt cái mồm to đánh khỏe, tép sáng thì gặp cặp này nó rất là ok. Đấy, thì là cho các bác xem qua để kể cả như thùng nhé. Đấy, tất cả cái này của nó đều có cái tem kiểm định của nó hết ạ. Tiếp theo thì cho các bác ngó qua phần phân tần. Phân tần của nó thì hàng là hàng tiêu chuẩn châu Âu, như này nhìn bình thường thì nó không phải là phức tạp nhưng cũng không phải đơn giản, nhưng mà nhìn cuộn từ của nó bên trong có đâm châm và nhiều cuộn lắm, chỉ có cái cuộn trở của nó thì mỗi cái cuốn quanh một cái khung sắt thôi. Cái này của nó bên trong của nó là cái cuộn đâm châm, tức là để khử từ. Đấy, tránh tình trạng là nó bị nhiễu về cái phần âm thanh. Đấy, nên là phải mang lại một cái âm thanh nó rất là chuẩn. Đấy, tất cả bông của nó là bông đẹp, tiêu âm rất là tốt. Thùng vách của nó còn rất là đẹp các bác. Các bác xem, đây là hoàn toàn em chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Đây còn cho các bác xem cái đây hình ảnh của nó đây. Thùng vách thì chưa vệ sinh, chưa lau chùi, em mới bỏ ra đôi cặp để cho các bác nhìn qua thôi. Oman nhé. Đây cho các bác xem bát của nó này. Từ của nó là từ trắng, tất cả các tem kiểm định đầy đủ hết. Mã số vạch ở đây nó vẫn còn nguyên. Từ trắng thô các bác nhé. Vẫn bật nguyên này. Các bác xem cái phần họng của nó bên trong này. Trong này nó đánh rất là ấm và thanh lực lắm. Tiếng tăm của nó rất ok. Và đặc biệt cái phần phần gân của nó này. Gân của nó bao giờ nó cũng có cái lớp dầu bảo vệ này. Phần rất là chuẩn luôn. Tiếng tăm cái dòng này của nó các bác không phải nhí. Từng loài, từng loài rất là nặng. Riêng cặp này của nó thì bác nào yếu thì không bì được, bác nào phải khỏe khỏe hơn thì bì được. Bác xem tất cả cái này của nó là cái gân dầu của nó vẫn còn nguyên hết. Bác của nó thì nguyên kim. Đây là cái lúc em tháo ra thì thằng cu nhà em nó có dùng cái tay nó ấn vào đây, em vừa lật ra rồi nó không ảnh hưởng gì cả. Thì các bác cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Nếu mà cả con bo này nó một đôi loa Oman bát 30 này theo cùng với lại một cục đẩy HA 700 MK2 là hàng thương hiệu của Mỹ, một cục vang B3.